một cái tháp rất là nổi tiếng, tháp Aspen. Lạnh không mọi người? Trời ơi, đứng đi xoay rồi lỡ nó lọt sao ghê quá. Đây sợ nó cao. Đây cô gái rất là mạnh mẽ, cẩn thận đó nha. Làm đi. Thân thể của đàn ông có gì là cho thấy hết. Đẹp quá mọi người ơi, ôi. Đây là sông Sen. Một sông sông trắng. Một phần cơm là nguyên một cái dĩa gà như thế này quý vị ạ. Trời ơi, không có được, làm như nách tóc mô đồ vô. Hôm nay Lê đang đứng ở cái chỗ này cũng chẳng biết chung số mấy nữa. Chỉ biết là Paris thôi. Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có con ngoan. Ý. Trời ơi, hồi nãy giờ mình có đạp miếng nào chưa? Xém đạp. Phân đót là thích chó. Đấy, mình phải nói cho nó lịch sự. Quý vị thấy gió quá trời gió nè. Wow, Khải Hoàng Môn. Tiếng Pháp. Arc de Triomphe. Trời ơi, cái Khải Hoàng Môn này nó lớn lắm quý vị ơi. 1, 2, 3 chạy chạy. 1, 2, 3 chạy. Bây giờ mình sẽ coi cận cảnh ha. Oh my god, mưa lớn quá, không được. Mưa lớn quá. Nhìn băng đen thấy tội nè. Trời ơi. Chúng ta đang nằm trên đỉnh đầu quý vị nha. Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Đây quý vị ơi, của Quang Lê nha. Hấp dẫn quá mọi người. Gà. Đây là lọ ớt nha quý vị. Đây là thần dược nha quý vị. Một phần cơm là nguyên một cái dĩa gà như thế này quý vị ạ. Gà không hề đen nha. Đây quý vị nha. Xin chào đại gia đình đã đến với kênh Quang Lê Lifestyle. Và ngày hôm nay, hồi sáng là Quang Lê mới bay về Cali từ Salt Lake City, Utah. Show tour Thanksgiving. Tưởng đâu là được nghỉ ngơi nhưng mà không. Bây giờ tối là phải bay tiếp. Đây là một dàn tiếp viên của người Pháp đang đứng chờ nha. Hello Air France. Bây giờ chúng ta trễ giờ rồi, chúng ta được đi lối ưu tiên nè. Đây nè, cái cô tiếp viên có cho mình đi trước luôn nè. Hôm nay Quang Lê đi Air France Airlines. Họ rất là tốt luôn. Okay, thank you, the Air France represent. Take me here. Thank you so much for taking me on time to the flight. You are so welcome. Without you, I would be late. Không có cô này là Quang Lê trễ mất tiêu rồi. Cảm ơn. Thank you. Thank you. 152. Bye-bye. I appreciate it. Bye, thank you so much. Nhân viên của Air France dễ thương quá mọi người ơi. Làm Quang Lê nhớ đến nhân viên của Bamboo Airlines. Cũng y vậy đó. Mọi người ơi, chuyến bay đi Pháp là bây giờ đang bị delay. Thì Quang Lê cũng không biết là lúc nào họ sẽ cho mình bay nữa. Đấy, bây giờ cái cổng của mình bây giờ họ sẽ bỏ chuyến bay khác vào đây. Trong khi mà máy bay delay thì họ cho mình $20 để mà ăn uống trong khi chờ đợi. Mà cũng không biết là lúc nào họ sẽ có giờ bay cho mình nữa. Họ đang hẹn giờ. Mình sẽ chờ thôi, mọi người đang nhốn nháo, đang lo lắng nè quý vị. Do chuyến bay delay cho nên là họ cho mình một bịch chip nè. Và cho mình nước suối quý vị nha. Và cuối cùng họ đã sửa được chiếc máy bay rồi. Mọi người la liệt nằm ngủ dưới phi trường đây quý vị thấy không. Ngày hôm nay là do lỗi kỹ thuật, họ gọi là mechanical problems, là cái phần máy của máy bay có sự cố cho nên họ đang sửa chữa. Mà bây giờ cuối cùng họ đã sửa được rồi. Và bây giờ là chuyến bay từ Los Angeles đến Paris trên hãng hàng không Air France. Ở bên Mỹ là cái đồng hồ này không phải cởi, nhưng mà giày là phải cởi. Bên đây phải cởi tất tần rồi. Không, ở đây hồi nãy có nói đôi giày, nó không nói không có cởi. À, đôi giày không có được, không có cần phải cởi. À, đây cũng được. Ở bên Mỹ thì phải cởi giày. Còn ở đây là không cởi giày tại người ta sợ hôi, ô nhiễm. Ở bên Mỹ là đôi giày phải cởi. Nhưng mà riêng ở bên Pháp thì là đôi giày không cởi. Đấy, được cái ưu điểm đó đó.
Còn bên Mỹ là cởi tất tần tật luôn à. Đây là tax refund quý vị nhé. Khi mình mua sắm bất cứ thứ gì thì mình ra phi trường mình đến đây mình lấy tiền lại, tiền thuế. Nói chung là nước ngoài đến nước Pháp mua là có thể lấy lại cái tiền thuế. Pháp là xứ sở của bơ sữa. Quý vị thấy là pate là jambon nè. Đó, quá trời luôn. Đây là sân bay Charles de Gaulle. Mọi người ơi, mọi người đang đứng ở trên metro. Đi chung cho mọi người. Mọi người ơi, Quang Lê đang đi bộ ra Khải Hoàng Môn, Arc de Triomphe. Wow, quý vị thấy đời sống bên Paris họ rất là năng động đúng không? Lạnh lắm quý vị ơi. Quý vị thấy gió quá trời gió nè. Phải nói đứng đây rất là nhớ chú Lam Vương luôn. Biết bao nhiêu bài hát của chú sáng tác ở đây. Mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ, trời chiều mát mà buồn nát con tim. Wow, Khải Hoàng Môn. Tiếng Pháp Arc de Triomphe. Trời ơi, cái Khải Hoàng Môn này nó lớn lắm quý vị ơi. À, cách đây mấy tuần thôi thì cái Khải Hoàng Môn này đã được bọc vải, chi phí lên đến 16 triệu đô la của hai nghệ nhân nguyện vọng của họ, và họ đã được thực hiện. Wow, quá đẹp. Và đã làm, phải là rất là xa xỉ luôn. Tốn 16 triệu bọc lại cái vải, còn 2 tuần tháo ra. Và đây có một YouTuber mới ra vào đời. Mới vào đời còn đông nớp à. Chị nương tay giúp đỡ. Hãy like, subscribe và share cho Huy nha. Nói chung lại là Quang Lê cũng răng đe kỹ như là những thương hiệu lớn. Ai mà lấy content có hình ảnh của mình là strike liền. Hello, hôm nay Quang Lê đang đứng đây mà rất là lạnh luôn quý vị à. Và đó là một cái ý tưởng của hai nghệ nhân Christo và Jean Claudy. Hai vợ chồng này bây giờ không còn sống nữa, không còn hiện hữu nữa. Nhưng mà cách đây 70 năm về trước, họ đã lên cái ý tưởng này rồi. Bởi vì nằm trong một cái nét nghệ thuật riêng gì của họ đấy. Và cuối cùng chính phủ Pháp đã đồng ý. Và đây là từ một cái quỹ từ thiện, không có phải là lấy tiền của ai hết. Mất 16 triệu đô la chỉ để bọc vải 2 tuần. Rồi người Pháp họ đi ngang, họ thấy là bao nhiêu năm họ nhìn thấy, họ thấy là bình thường. Nhưng mà tự nhiên bọc vải họ thấy nuối tiếc, họ muốn cỡ ra để họ nhìn thấy. Đó là mình mới thấy là lâu lâu mình phải cho mất đi rồi mình mới thấy nuối tiếc. Cho nên khi quý vị còn, quý vị hãy giữ bên mình và phải yêu thương nó nhé. Cũng giống như là nếu có thương thì thương tôi bây giờ, chứ đừng để ngày mai mà thương thì đâu có gì đâu thương. Thương là như thế nào? Là subscribe bây giờ, đăng ký bây giờ, và hãy ủng hộ những dự án của Quang Lê nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ Quang Lê và Huy không biết đường đi qua, rất là muốn đi qua đây nè. Đây, đi muốn qua cái Khải Hoàng Môn nè. Hi, you know how can walk over there? We don't know where to go. We go right here. Can we go together? Okay. Yeah. Because a lot of people they will yell to us. Let's go. Yeah. Together, okay? We have to start somewhere. Bây giờ muốn qua mà xe đông quá. Okay, go. Okay, slowly they go yell. Go go. Go go go. Hai đứa này nhát quá. Hai đứa này nó nhát quá. Xe rất là nhiều. Không biết đi bằng cách nào luôn, để qua đó. Muốn quay cho mọi người coi, mọi người coi bên trong. Bây giờ My sẽ thí sinh đi qua trước. Đi đi. Đi đi. Chắc xe đậu rồi. Xe ngừng đi kìa, chuẩn bị xe ngừng phải không? Xe đã kẹt xe, mình đi đi. Đông quá. Nhưng mà Phi ơi, không có ai đi bộ hết. Đây là một thử thách lớn cho hai đứa. Bây giờ chỉ muốn qua bên kia thôi. Để quay cho mọi người coi, nhưng mà thợ qua đường phải không? 1, 2, 3. Bắn rồi nè. 1, 2, 3 chạy chạy. 1, 2, 3 chạy. Chạy qua đường. Chắc là qua được thôi. Chạy qua đường, chạy qua đường. Chạy qua đường. Oh! Qua rồi. Qua rồi mọi người ơi. Lạnh quá. Không, hướng này, hướng này, hướng này.
Lạnh quá mọi người ơi. Đi vào tham quan Hải Hoàng Môn. Bây giờ mình sẽ coi cận cảnh ha. Wow. Lạnh quá. Lạnh quá mọi người ơi. Mọi người ơi, đây là cái Hải Hoàng Môn nhé, bên trong nè. Lớn lắm nha quý vị. Để mà bọc vải hết cái Hải Hoàng Môn này tốn tổng cộng là 16 triệu đô la quý vị nha. Cái Hải Hoàng Môn này từ năm 1870, vậy là gần 150 năm rồi quý vị nha. Wow. No, we buy ticket to go in here. Ok. Bà dặn xuống đây để mua vé để vô Hải Hoàng Môn quý vị nha. Hello. Ok, thank you. Ticket nè. Ok. Thank you. Trước khi mà muốn mua vé để mà tham quan Hải Hoàng Môn thì phải trình bày cho họ là cái passport mà COVID quý vị ạ. Đưa cái phone vào. Tất cả mọi thứ mà được thực hành phải đưa cái hộ chiếu của vaccine. Mưa quá lớn mọi người ơi. Trời ơi. Đi lên á thì dễ lắm mà. Trời ơi sao nó đi lên đi quá. Rồi có nè. Ê, bao xa nữa? Oh my gosh. Để đi vào thăm Hải Hoàng Môn nó thật là mở. Bạn phải đi theo bộ quý vị nhé. Đây quý vị nha. Rất là sâu luôn quý vị ạ. Và còn trên nữa nha. Ở ngoài thì nhìn là rất là đẹp, nhưng mà ở trong thì nhìn rất là cổ kính. Có một cái cầu thang mà hình con ốc đó. Mà nên là đi lên đó, rất là mệt luôn. Mà đi xuống cũng mỏi chân nữa. Đây quý vị nha. Rất là sâu luôn quý vị ạ. Đây. Hôm nay bước lên Arc de Triomphe. Đây là Hải Hoàng Môn. Đường lên quanh co, quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng mà hôm nay tôi lên Arc de Triomphe. Nãy giờ đi mấy chục vòng rồi mọi người ơi. Trời đi xong xong không biết bao giờ mới tới rồi. Cứ đi vòng 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 mà nhìn xuống không dám luôn. Nhìn xuống nó sâu, thiệt là sâu. Đấy, đi lên nha, đi lên. Mình nói cái gì nó vang 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 vang. Ở đây tầng cấm không lên được quý vị nha. Không lên được, rất nguy hiểm. Kèn của người lính chiến nè, những cái súng nè, rồi những cái áo quần của người lính nữa quý vị nha. Họ trưng bày gọi là chiến thắng của cái chết. Vừa rồi là thước phim của ngày chiến thắng Victory Parade ngày 14 tháng 7 năm 1919, cách nay hơn 100 năm quý vị ạ. Wow. Wow. Trông rất là lớn nha quý vị. Wow. Ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày trong cái Hải Hoàng Môn quý vị nha. Có gì trở không? Nhưng mà ra ngoài chưa? Ra ngoài rồi, nhưng mà mưa lắm. Mưa lớn lắm. Thì phải lên cho biết chứ. Mưa lớn rồi. Hả? Con vậy thôi đó hả? Càng lên cao cái tầng nó càng hẹp nha quý vị. Đây bây giờ chỉ đủ vừa một người đi thôi, có bị thấy hai bàn chân không? Đấy, cái cầu thang rất là nhỏ.
công trình thiệt là kỳ công quý vị nhé. Chúng ta đã lên trên thành rồi quý vị nhé. Đã lên trên đỉnh của Khải Hoàng Môn rồi quý vị nhé. Chúng ta đang nằm trên đỉnh đầu quý vị nhé. Và tháp Eiffel. Wow, Eiffel đó, Eiffel. Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Kính thưa quý vị, Quang Lê đang có mặt ở trên đỉnh của The Arc de Triomphe. Đây là cái Khải Hoàng Môn của Pháp nha. Đây là một công trình của ông vua Napoleon đệ nhất. Ông đã thành công và ông là một chính trị gia rất nổi tiếng. Và ông là một người chính sự rất là nổi tiếng trên thế giới quý vị ạ. Đây. Quá đẹp phải không quý vị? Và nếu mà quý vị sang đây một chút là thấy là tháp Eiffel quý vị thấy không? Đấy, tất cả con đường chính đều phải hướng về cái Khải Hoàng Môn này. Công trình quá vĩ đại nha quý vị. Chỉ cần đi lên một tí thì chúng ta có thể thấy được tháp Eiffel quý vị nha. Đây là một công trình của ông vua Napoleon. Đây là ông vua rất là nổi tiếng, ông là một chính sự quý vị ạ. Và hôm nay đến đây và xem cái công trình thì thấy quá là tuyệt vời. Tất cả đại lộ đều phải đổ về Khải Hoàng Môn. Và bây giờ qua đây đến thì không còn mặt phải nữa. Vẫn được chiêm ngưỡng cái gọi là nguyên thủy. Nhưng mà nếu mà những người khách mà đến đây khoảng 2 tuần trước á, sẽ không được chiêm ngưỡng, chỉ thấy một lớp mặt phải mà thôi. Nó cũng là một cái hay đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ còn đi nhiều nơi lắm, con lại còn nhiều chỗ để đi lắm. Bây giờ mình sẽ lang thang qua tháp Eiffel nhé. Mọi người ơi, Quang Lê đã đến đây rồi, đẹp quá luôn. Đây là tháp Eiffel. Quang Lê đang ở Pháp và sẽ đi đến đây tham quan đôi nét văn hóa. Một cái tháp rất là nổi tiếng, tháp Eiffel. Cái tháp này đã tồn tại hàng trăm năm quý vị ạ. Rất lâu và bây giờ mình có thể lên trên đỉnh để mình tham quan quý vị nha. Lạnh không mọi người ơi? Phải có cái nón này đỡ hơn quý vị ạ. Kéo cái zipper lên. Tạnh lắm nha quý vị. Ở đây người ta bán mấy cái nón này quý vị. Đây, ở đây người ta bán mấy cái cây selfie này. Đấy. Ôi, wow, nó cao quá quý vị ạ. Bây giờ cái quan trọng là mình phải xuống được cái tháp đó mới được kìa. Sẽ vào mình khám phá cái tháp Eiffel nha quý vị. Tiếng Anh thì họ gọi là Eiffel Tower, còn tiếng Pháp là tháp Eiffel. Đấy, nó rất là cao, cao nhất thế giới luôn. Nhưng bây giờ không còn là nhất nữa mà là nhì rồi quý vị ạ. Tòa tháp này có chiều cao là 324m. Wow. Và ở dưới mặt đất thì mỗi cạnh là 125m². Wow, quá lớn luôn quý vị. Đây là xây dựng năm 1887. Wow, hơn 100 năm quý vị ạ. Đây là cái tháp mà được Hiệp hội Phi vật thể UNESCO đã phong tặng là di sản của thế giới quý vị ạ. Bây giờ tới Paris rồi mà quý vị thấy là có tưởng tượng là hai đứa cầm hai cái máy không? Đây. Nói chung lại là bây giờ mình thuê trợ lý đi với mình. Mà bây giờ trợ lý cũng cầm một cái vlog riêng nữa. Thì mai mốt không biết là mình sẽ thuê ai nữa. Chắc bây phải giờ... thêm một trợ lý nữa. Bây giờ tôi phải tự quay tôi nè quý vị thấy không? Đây. Bây giờ Quang Lê nghĩ là mình sẽ đi xuống mình cho mọi người khám phá cái quang cảnh ở dưới cái tháp. Đây là trên cái tháp nha quý vị. Đây. Đi. Nói chung lại là Huy vô đây phải không? Huy vô dưới này phải không? Đúng rồi. Nếu mà nó lọt xuống người ta không chịu trách nhiệm nha. Hả? Trời trời, đứng xoay rồi lỡ nó lọt sao ghê quá. Này, đi chậm chưa? Hello Barry. Trời, thấy đi ra đây thấy sai sai đó Huy. Lỡ mà lọt xuống sao? Còn ở đây chỉ là có nước thôi à. Biết rồi nhưng mà đi ra đây thấy sai sai. Chỉ lạnh thôi, chỉ lạnh thôi. Nó lạnh lắm, tao cảm thấy ra ngoài này cao quá, không an toàn tao đi vô.
giờ Quang Lê, bây giờ ra kia mình chụp cho. Thôi cao quá tôi sợ lắm. Lê sợ một cao. Nói chung lại là nó rất là cao luôn. Đây cô gái rất là mạnh mẽ. Bây giờ mình xuống đi hả? Xuống kia. Tháp. Tháp đi. Lẹ lên. Cẩn thận đó nha. Làm đi. Tới đây nè. Ra ngoài đi. Nhảy đi. Mọi người ơi, đây là vực thẳm nha. Và đây là Nam Thần đã đi trên vực thẳm. Đi ra tận gốc luôn. Sâu quá. Sâu quá mọi người ơi. Sâu quá mọi người ơi. Trời ơi, không có được. Làm như nét top model vô. Đây là cái hồ nước. Buổi chiều tối thì nó sẽ phun nước lên. Quang Lê và Huy đi bộ cũng gần tới rồi đó. Đây là những nghệ nhân thấy không? Đó, thân thể của đàn ông có gì là cho thấy hết, phụ nữ có gì cho thấy luôn. Đấy. Đẹp quá mọi người ơi. Ôi con đường nè. Wow. Đây là sông Sen và đây là Ngọc Hà. Cô bé rất là mạnh mẽ, đứng không sợ té. Đứng trên sông Sen luôn. Quang Lê đang đứng ở sông Sen. Thời tiết rất là lạnh quý vị à. Nhưng mà phải đến đây vì ai? Vì mọi người. Quang Lê muốn chia sẻ cho mọi người biết là mỗi nơi mà Quang Lê đến là có những cái gì đặc biệt. Quang Lê cũng không có hiểu rõ tại sao họ xây cái này lên. Nhưng mà bây giờ họ xây lên thì nó lớn quá. Rồi nó cũng trở thành một cái quang cảnh, cho nên là bây giờ ai cũng thích chụp hình. Đây là có những cái ổ khóa rồi họ vẽ trái tim với T và B nè. Đây là những cái sâu chìa khóa là để mà thề nâu hẹn biển, hoặc là để nhớ một người quý vị ạ. Họ vẫn gắn vào đây hết. Có thể là người yêu, có thể là người đã khuất. Thề nâu hẹn biển ở đây hết. Đấy. Đó những cái ổ khóa này quý vị ạ. Mùa thu thưa nắng, gió mang niềm nhớ. Trời chiều man mác, buồn nát con tim. Paris, có gì là không em? Mai anh về em có con ngoan. Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ. Em có tìm anh trong cánh chim. Paris, có gì lạ không em? Mai anh về em có con ngoan. Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ. Em có tìm anh trong cánh chim. Paris, có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Sen. Đây bến sông Sen này quý vị. Đây bến sông Sen này quý vị. Đây bến sông Sen nhá. Anh về giữa một dòng sông trắng. Mọi người nhìn đi, có màu trắng hả? Trắng đâu? Là áo sương mù hay dáng em? Là áo sương mù hay áo em? Lạnh đầu. Lạnh quá cho nên mới là anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay tóc em. Anh sẽ gọi là mây. Ngày sau hai đứa, ngày sau hai đứa mình xa cách, anh vẫn được nhìn em. Bây giờ chúng ta gần đến được cái đỉnh rồi quý vị nha. Đây. Đây quý vị nha. Đây là đồ lưu niệm quý vị nha. Đây là những cái nón lạnh nha. Có những cái quầy lưu niệm nha quý vị. Giảm đi. Rẻ đi, rẻ hơn. Discount. Oh my. You tell me. 20.
No, go over there. Video, video, no, I think no video. Okay. Thank you so much. Au revoir. Au revoir. Attention the ball. Look the ball, find the ball, attention out. Ai đoán được sẽ ăn tiền quý vị à? Attention, hello, hello, attention. Look the ball, find the ball, attention, me a far with the ball. Middle. Yes, yes. Cui tala aici, un gol. Free. No! 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 Wow. Đi nè Huy ơi. Đây nè, cái tour fan ở đây ngoài kia bán 20 đồng. Ở đây bán 45 ơ nè. Hôm qua mình mua bị mắc quá. Mình quay mình mua cái này nè. Mua cái đèn đó đi. Cái này mới đẹp nè. Phát áp đi trophy. 12 euro nhưng mà mua cái bự bự đẹp. Cái này không đẹp lắm. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của Quang Lê Lifestyle. Hiện tại chúng tôi đang đi ở tháp Eiffel. Quang Lê sẽ ghi lại những kỷ niệm đẹp đây, cho các bạn cùng xem. Tháp Eiffel đây sau lưng nè, thấy không? Hey, oh. Oh. Lạnh quá. Paris đẹp lắm mọi người ơi. Wow, đây là cái tháp Eiffel nè. Còn có mấy bước nữa là tới luôn á nha. Đi lên một nửa thì 16 đồng mà đi lên trên đỉnh luôn á, top á, 26 đồng. Okay. Xin chào đại gia đình thân mến của Quang Lê Lifestyle, và Quang Lê cũng đã đến đây rồi và tham quan một vòng rồi. Nó cũng vậy à, cũng giống như là cái tòa nhà Khải Hoàng Môn, cũng đi lên trên lầu cao rồi nhìn xuống thì cũng vậy à. Nói chung là cũng đẹp thiệt, nhưng mà lạnh quá. Thôi bây giờ Quang Lê xin chào mọi người nha. Và nếu quý vị thấy video này hay, xin hãy một like, một subscribe và một share để tạo động lực cho Quang Lê. Xin cảm ơn cả nhà thân mến. Và chúng ta còn đi tiếp điểm tới nha. Ai mà đã đến Pháp một lần là phải ăn gà đen. Ở bên Mỹ á, là người ta taxi người ta dùng xe thường thôi. Đặc biệt ở Pháp á, với ở Đức á, tất cả xe taxi hầu như là rất là giá trị. Xe con ngựa nè, hay là xe Mercedes. Và bây giờ Quang Lê sẽ mời quý vị dùng món ăn mà ngày xưa khi mà lần đầu tiên Quang Lê đến Paris năm 2003 thì Quang Lê đã đi ăn cái quán gà đen. Quán ấy ngày xưa là nằm ở dưới phố, nhưng hôm nay chủ lên đây rồi cho nên ăn ở đây cũng như nhau. Bây giờ mời quý vị cùng vào thưởng thức xem cái món gà đen nó khác gì với gà của ta nhá. Sao? Rồi, gửi tặng em Quang Lê ha. Wow, hello. Ngày hôm nay Quang Lê đến Paris thì Quang Lê được anh Đăng tặng một đôi giày. Wow, đúng chất nghệ sĩ nha. Mang vừa hay không thì chưa biết, nhưng mà đôi giày rất đẹp. Em cảm ơn anh nha. Đây, Quang Lê sẽ mang cho quý vị xem nha. Đấy. Muốn gì? Cơm. Muốn cơm và chuối chiên. Và nhớ cho ớt nha, thật nhiều ớt.
Đó, đây là món của người da đen chính cống luôn quý vị, cho nên ăn sẽ rất là ngon đấy. Thay vì mình phải mua vé máy bay mình qua Phi Châu mình ăn, giờ thôi mình bay qua Pháp mình ăn cũng được đấy. Người Việt Nam mình á, con đây không hiểu tại sao mà họ rất là mê cái món cơm gà đen của người Phi Châu. Đặc biệt cái này nữa nè, maji. Tại vì cái cơm này có thêm cái maji và họ có một cái loại ớt rất là thơm. Ớt này là xé dài dài luôn hả? Xé dài dài luôn, cay lắm. Nó thơm lắm luôn. Ớt này thơm mà cay lắm quý vị. Hai thứ này khiến người Việt Nam mình yêu thích, Quang Lê nghĩ là thế. Nhưng mà riêng ở Cali mình nó chưa có tiệm nào hết. Quang Lê học về mở đi. Không, cái này là Quang Lê học được, sẽ về mở một tiệm gà đen, đặt tên là gà đen luôn. Gà đen Quang Lê. Gà đen Quang Lê. Có. Thấy không? Nhìn thấy hấp dẫn không? Đây là không biết sao cho các con mắt kia. Đây là cá. Ừ, nguyên con cá luôn hả? Trời ơi. Đây có chuối, này là cá, đây là quán gà đen nhưng mà này là cá đồ ác. Chuối, này là miếng chanh, cái sốt này là đặc biệt. Chứ nó hạt ra cái món này nó không có gì đặc biệt nhưng mà cái sốt cũng rất là đặc biệt nha. Ớt nè, này là ớt, ớt cay nhất ha. Cái chuối này rất ngon nha. Chuối dông Việt Nam mình nha. Ồ, thấy chuối đặc biệt của châu Phi. Ồ, maji, trời nó ngon dễ sợ. Maji này là quý nhất nha. Ở bên Mỹ là mắc lắm thôi. Cá này là giống cá gì ta? Thấy cũng ngon á. Yeah. Giống cá Doraemon nha quý vị. Đây quý vị ơi, của Quang Lê nha. Hấp dẫn quá mọi người. Gà. Đây là ngon á. Đây là lọ ớt nha quý vị. Cay anh đó. Đó, ông này ông ăn một miếng mà ông sặc luôn á. Đây là thần dược nha quý vị. Lên sẽ bỏ trên cơm nha. Wow. Ớt này nó cay đáo để luôn, bỏ lên cơm mới đã. Đấy. Đấy, xong rồi một cái nữa là mình xịt maji lên nha. Rồi bỏ vậy em, bỏ vậy là khách ăn luôn á. Nếu mà ăn cay dữ ok. Chưa nữa. Chắc. Để em sẽ thử nha. Đây. Một phần cơm là nguyên một cái dĩa gà nha thế này quý vị ạ. Gà không hề đen nhá. Có cái đến đây nó xe quý vị nha. Tiếp tục là cái súp bạc hình thôi. Đấy thì việc xuống nhanh hơn. Nhanh hơn dưới đây luôn. Ngon. Nó cay mà ngon quá. Quá ngon nha mọi người, cơm cay lắm. Quay mà chưa ra. Hôm nay Quang Lê đã ăn xong phần ăn của người da đen rồi. Sao cay không? Ăn cay không? Cay, rất là cay. Đây là ca sĩ. Ca sĩ gì? Đan Nguyên, Nguyễn Đan. Anh của Lê được rồi. Rồi scan. Đây là phố Bùi Viện ở tại Paris. Nguyên con đường nè. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Quang Lê Lifestyle. Hiện tại chúng tôi đang ở Paris và nửa đêm đi ăn bị đuổi ra. Không phải bị đuổi qua mà ngủ nhiều quá đi. 11, 12 giờ mấy mới dậy, chạy ra tới Uber, chạy ra tới đây là nhà hàng đóng cửa rồi. Bây giờ phải chọn một cái nhà hàng ở ngoài vỉa hè để ăn uống, ăn đủ Pháp. Cái chỗ này giống như hệt Bùi Viện ha. Nói chung lại là Việt Nam mình đó cũng không có khác gì bên Pháp, tại vì là ảnh hưởng văn hóa rất là lớn cho nên là nè, cái đường này y chang đường Bùi Viện luôn á. I know it's could be. Oh, Abu. Really French. Okay. This one. Snail. Snail. It's like this. Anh để giới thiệu cho Lê ăn món ốc. Ốc sên. Ốc sên. Không phải ốc bươm, ốc sên. Hôm nay món này rất là Pháp. Đây món ốc bơ sữa của Pháp mà ông chỉ cho Lê nha. Thank you. Your friend. Bonjour,
bonsoir, merci beaucoup. Comment ça va? Quang Lê đang ở Paris, ở quận 13. Ngày hôm nay Quang Lê có mặt ở nhà hàng Lutus của cô Tuyết. Đấy, cái nhà hàng này nằm ở 121 Avenue DVG. Đấy, đây là một nhà hàng Việt Nam rất là ngon ở quận 13. Nếu mà quý vị đến Paris á, thì nên ghé qua ăn. Tại đây đồ ăn rất là ngon mà nghệ sĩ chúng tôi hầu như là ai cũng đến đây hết á. Ngôi sao hạng A hải ngoại Việt Nam đều phải đến nhà hàng này hết. Món nào cũng ngon, nhưng mà chắc là mình sẽ ăn cơm gia đình, cá kho, canh. Đây, đến nhà hàng Lotus có những món như thế này đây. Đây, kho rất là ngon nha. Đấy, mình có cá kho tổ nha. Đây, ở đây rất là giống Việt Nam mình. Cái văn hóa ở Pháp và Việt Nam mình gần lắm. Ở bên Mỹ làm gì có quận 1, quận 2 mà ở đây có 100 đô bộ mà. 1.000 năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hồ giặc Tây. Nhưng chính bác đã đuổi Pháp về. Cảm ơn bác, cho nên Việt Nam chúng ta mới độc lập. Đây là cái quận 13, cho nên là nói chung là qua Paris mà ăn được bát cơm như thế này nè, mà ngon lắm rồi quý vị ạ. Có một dĩa salad nữa quý vị, rất là ngon nha. Mấy ngày ăn đồ Pháp mình nó mệt rồi. Bây giờ đi qua bên Anh thôi. Ăn cái gì đâu á. Mì tôm không à. Ngon mắt. 4 ngày rồi chưa được ăn bữa nào ngon á. Thật ra đồ Pháp cũng ngon mà ngon lạ. Nhưng mà đừng có ăn mỗi ngày. Ăn mỗi ngày chuẩn nổi đâu. Lâu lâu ăn bữa thấy ngon, nhưng ăn mỗi ngày chuẩn nổi. Phải cốt là người Việt mà. Hôm nay Quang Lê với Huy ăn bữa cơm tại Pháp, giống như một bữa cơm mà từ thiện mà Quang Lê vẫn thường với các anh chị em nấu để mà cho những người cơ nhỡ. Thường thường mấy món mà mình cho từ thiện là cá kho nè, thịt kho, canh chua, một trái ớt. Thì hôm nay nhiêu đó thôi, không hơn không kém, nhưng mà nó ngon vô cùng. Cô Tuyết còn cho thêm món xào nữa kìa. Đây còn có thêm cải nữa, cũng y hệt mình cho luôn. Mình cũng cho người ta một phần cơm y chang. Trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đâu mai cứ chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trả. Các bạn ơi, Như Quỳnh là hoa hậu Bolero nhé, là thần tượng của Lên nhé. Hôm nay đúng với chị làm việc này Lên rất là thích. Hay là mình hát xong ca bài Con đường dân đi hả Như? Cái bếp Hương Sài Gòn á, khi mà Quang Lê với Như Quỳnh nấu là cũng mấy món này thôi quý vị ạ. Rất ngon. Dĩa của Quang Lê. Cái này dĩa đó. Dĩa thứ ba nè. Thật ra đó là người nghệ sĩ mà hát hay á, hầu như ai cũng ăn chay. Hương Lan mà đi hát á là... Ừ rồi, để Huy ăn hết không? Mình sẽ ăn kiếm hát hay mà cũng được. Huy có biết là cô Hương Lan một lần đi show là đem theo một bịch ớt. Hương Lan là đi show luôn luôn đem theo một bịch ớt. Mà lâu lâu mà thấy mình ăn mà không có ớt, thèm quá, Hương Lan xì qua một trái, tặng một trái vậy đó. Dễ thương lắm. Người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng, giọng nói ngày xưa như hờn oán. Đừng nhắc người ơi,
rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Hello mọi người, đây là trang YouTube chính thức của Quang Lê. Quang Lê YouTube Official. Quý vị đăng ký ủng hộ cho Lê nhé. Cảm ơn mọi người.